anh nói một điểm nào ở ảnh mà em không thích? Em không thích tóc của ảnh á. Sao vậy chứ em thích tóc làm sao? Phải có tóc. Anh là đầu tóc gọn gàng, một tuần là một hớt một lần, một tuần có tóc mà. Nhưng mà ảnh cạo em. Nhưng ảnh đâu có bị nói đâu nè, tóc chân tóc rất là đầy luôn. Tóc rất là nhanh tốt. Thậm chí là 10 ngày là hớt một lần. Nếu bây giờ mà không cảm thấy mà không thích thì là một tháng hớt một lần. Đúng thì nó sẽ dài thôi. Chào Cát Tường xinh đẹp. Chào chương trình, chào bạn gái. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trương Văn Trung, sinh năm 1972. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu. Nghề nghiệp kinh doanh tự do. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì anh? Xe đạp và xe đạp điện. Mình có một cái cửa hàng. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Thị Bảo Trân, 33 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn luôn. Anh có ngại vì gì về cái khoảng cách này không? Tôi cũng không ngại lắm, bởi vì mình ngồi 2 tiếng xe đồng hồ thôi là xe sẽ tới nơi. Dạ. Khách ở Sài Gòn người ta cũng đi xuống Vũng Tàu tắm biển nhiều cả. Lâu lâu lên thăm bạn gái rồi lâu lâu mời bạn gái xuống đi tắm rồi, biển đúng không? Không có vấn đề gì chuyện đó. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Cái điểm mạnh thì mình có rất nhiều cái điểm mạnh. Ví dụ như sống hòa đồng, vui vẻ, chút về cái năng khiếu và khéo tay, có những sở thích, những cái đam mê của mình nó về ca nhạc, thì thường thường hay hát karaoke và chơi thể thao. Thì nói chung là sức khỏe tốt, có thể thao, công việc cũng... Còn về cái điểm yếu thì lúc còn trẻ thì tính khí nó có hơi nóng một chút, nhưng không có cả ràm, cũng không có để bụng. Rồi là một cái điểm yếu nữa là thí dụ công việc mà kinh doanh, mua bán thì mình hay đưa ra những cái quyết định nó rất là nhanh. Rồi sau đó mình kiểm tra thì có thể là mình bị mắc một chút thì nó thiệt thòi trong cái việc đó. Thì những cái đó thì mình cải thiện được, chứ không có vấn đề gì. Còn đặc biệt là mình không có rượu chè hoặc là trai gái hoặc cái gì hết. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn. Nói chung là em siêng năng, ở nhà thì em hay dọn dẹp, biết ca hát, em rất là hòa đồng. Có chương trình nào của công ty là em được tham gia hết. Còn điểm yếu của em á là em hơi khó tính chút xíu. Giống như là ai mà ở chung với em á mà không có sạch sẽ, không có gọn gàng thì nói chung là em không có thích. Ví dụ em nói mà cải thiện được thì em không sao, nhưng mà nếu mà không được thì nói chung là em không thích. Bây giờ có thể tham gia biểu gì đó, gọi là tặng ảnh đằng chương trình một cái bài hát gì đó mà em yêu thích cho cái chương trình đó. Nó vui lên, nó sớm lên. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu như không còn gì để vun vấn, người hãy quên em đi, đừng bận tâm chi nữa. Nếu không còn gì để ước mơ, vì tình yêu ta đã chẳng lâu bền. Hãy xem như mình kết thúc êm đềm. Trời ơi, cái gì mà mới gặp nhau mà hãy quên em đi rồi kết thúc êm đềm vậy trời. Thiệt tình, cái này mà ai tin phong thủy là thấy phong thủy không có tốt rồi đó. Cái nội dung của bài hát nó không có liên quan gì đến về tình trường. Anh bao nhiêu tuổi? Năm 30 tuổi là mình đã lập gia đình, kéo dài được 17 năm. 17 năm? 17 và hoàn toàn đổ vỡ về cách đây là hơn 1 năm. Đã được 2 cháu, cháu lớn năm nay 15 tuổi và một cháu là 7 tuổi. Hiện tại là mình đang nuôi 2 cháu. Nhưng mà hiện tại anh với vợ cũ của anh có còn liên hệ gì với nhau không? Không. Hiện tại thì cô đã theo người đàn ông khác và đã có con với người khác của người ta rồi. Thì em cảm nhận như thế nào? Có ngại khi mà tiến tới với một người đã từng đổ vỡ, một người đàn ông đã trưởng thành hơn mình rất là nhiều, có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Cái đó là em cũng cần. Nhưng mà quan trọng là ảnh có biết mà sống với gia đình em, rồi em sẽ sống tốt với gia đình ảnh. Nói chung thì em cũng khai thị với chị Cát Tường là em cũng đã một lần đổi vợ. Vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ có, con của em năm nay được 8 tuổi rồi. Ở với ai? Dạ ở với mẹ em với em. Ở với mẹ em với em. Hôn nhân đó là được bao lâu? Lấy chồng năm 23 tuổi thì hôn nhân của em được 5 năm. Đến bây giờ thì cũng có quen bạn trai, nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ là quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen mình được rồi chứ là không còn quan tâm nữa, giống như là bị mất đi cái cảm giác là em. Mà nếu như bây giờ em tiến thêm một bước nữa thì con em sẽ như thế nào? Nếu mà em tiến thêm bước nữa là con em phải ở với em. Anh suy nghĩ như thế nào vậy? Đối với anh thì đối với con nít thì anh rất là yêu thương chúng. Anh không phân biệt nó là con của ai cả.
kể cả những con hàng xóm sang nhà anh chơi, anh gặp con nít là anh rất là quý chúng nó, cho nên cái chuyện đó thì nó không quan trọng lắm. Thương mẹ thì phải thương cả con. Chúng ta đều là những người đã gãy đổ thì chúng ta sẽ có những cái sự cảm thông cho đối phương. Nếu thật sự ta yêu thương một ai đó thì chắc chắn cái gì cũng được hết á. À, bạn mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Anh ấy phải có công việc ổn định. Thứ hai á là anh ấy phải có nhà. Để có thể sau này á là một gia đình mình sống nó không có bị mà giống như là lên đênh quá. Đúng rồi, an cư thì mới dạ, lạc an nghiệp. Cư lạc nghiệp. Tiêu chí của em là vậy. À, anh đang sống là với hai con anh thôi hay còn với ba mẹ gì nữa không? À, có mẹ nữa, mẹ. Gia đình thì có bốn anh chị em, thì bây giờ là anh là con trưởng, mẹ hiện tại là ở với anh. Thế em có ngại đi lấy chồng xa không? Không ngại, là nhưng mà vấn đề là quen một tuần anh có thể gặp em được mấy lần, thí dụ quen nhau mà một tuần anh gặp em một lần chắc không được, tại vì em cần cái sự quan tâm. Cái ý nguyện vọng của em muốn một tuần gặp mấy lần? Ít nhất cũng 3 lần. Trời ơi, em dọn anh ở luôn với cổ đi. Cái này thì anh thấy khó rồi, bởi vì thực tế thí dụ như anh bây giờ cái cửa hàng là anh mở cửa ra là từ sáng đến tối. Anh không đi được, anh phải bán hàng. Nếu mà có quen, có hẹn hò thì có thể là một tuần hoặc một nửa tháng mới được một lần chứ. Bởi vì cái thời nó cũng mình phải còn phụ thuộc vào công việc nữa. Mình có thể nào rút ngắn cái thời gian tìm hiểu lại? Em thì cũng không có thời gian nhiều, tại vì ban ngày em phải đi làm, ban đêm cũng phải đi học thêm. Em học gì nữa? Dạ em học tiếng Anh á. Nên thích giờ một tuần em chứ là em rảnh được 3 ngày trong tuần với lại thứ bảy chủ nhật. Nếu mà được vậy thì đó. À, rồi thôi, cái này thì các bạn sẽ khi nào gặp nhau thì mình sẽ trao đổi trực tiếp với nhau hơn. Mình nhìn mặt nhau mà có cảm xúc mình dễ chia sẻ, đúng không? Thì tôi nghĩ là nếu như mà mình thích rồi cỡ nào cũng được hết. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đừng có ốm quá, nói chung là nhìn cũng được trai chút xíu. Tuổi tác không quan trọng, nhưng mà quan trọng anh đấy có tâm chút xíu. Tâm là ai cũng có, mà cỡ tâm có tầm hay không thôi. À, về ngoại hình? Cao 1m65 trở lên thì được, mặt mũi thì sáng sủa. Trời ơi, cái gì vậy, sao mà nhận ra được? Tấm hình này là chụp năm 1993, đúng không? Nguyên một đại đội năm 1993. Anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chung là tâm lý của đàn ông thì ai cũng thích trẻ đẹp. Nếu mà đẹp như Cát Tường thì là cái tốt quá. Còn không thì như siêu Black thì cũng không vấn đề. Siêu Black cũng không vấn đề. Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống là biết chia sẻ. Quan trọng là cái tính cách. À, em hãy cho anh một vài cái gợi ý. Là mũi cao, có nụ cười tươi. Có nụ cười tươi. Tiếp. Lông mi dài. Còn anh hãy cho cô ấy 3 cái gợi ý. Tấm hình đó thì cách đây nó mấy chục năm rồi. À. Bây giờ nó hoàn toàn khác. Nói chung là cũng người cũng không cao lắm. Không 1 cao mét, lắm. 1m68. 1m68. Người thì cũng không có mập. Rồi ráng kiếm đi hai bạn. 30 giây tìm kiếm trong vô vọng. Rồi đâu? Cổ đâu? Hay quá. Đâu rồi, coi. Đây hả? Đây hả? Bây giờ ai đoán sai là sẽ bị nhéo lỗ mũi nha. Thì đối phương nhéo lỗ mũi, đồng ý không? Được. Rồi được. Mở cửa trái tim. Xin mời hai bạn hãy nhìn xem cái cảm giác, cái giác quan của chúng ta hôm nay có đúng hay là không. Ai sai tự động đưa cái mặt qua trái tim này cho người ta vuốt lỗ mũi. Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao là vuốt luôn cho nó xẹp. Đúng không anh? Chắc đúng. Đúng mà hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh chỉ cho cô coi anh là ai. Anh là ai trong này? Hả? Cất lớp rồi nè, cô đoán anh là anh này nè. Anh đó thì thấp lắm. Thấp lắm. Anh đó chỉ có 1m5 thôi. Đây, ảnh đây. Để coi. Trời ơi trời. Không có nhận ra được. Cách đây 30 năm rồi. Đưa lỗ mũi qua đi cưng. Có chơi có chịu cưng ơi. Rồi, tặng quà kìa, tặng quà. Rồi, đến với chương trình, em có bó hoa gửi tặng em. Chúc em luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ như ngày hôm nay. Em là cô gái xinh đẹp. Và ngày hôm nay, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn những món ăn rất là đặc biệt. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food. Ship thức ăn nhanh, trọn set là gồm có mật gà thóc mật ong nè, cộng với kimbap truyền thống nè, cộng với trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no, phần ăn này ăn no dành cho cả hai người luôn. Nhưng mà giá thì rất là sinh viên. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các đường sẽ quay lại.
Ví dụ như hồi nãy anh nói là anh có hai đứa con. Lớn chưa? Em không nghe rõ. Cháu lớn là anh hai đứa con trai. Cháu lớn năm nay 15 tuổi và một đứa lớp 7 tuổi. Hiện giờ là anh coi cái cửa hàng ở ngoài đó. Cửa hàng thì anh đang ở cửa hàng luôn. Vừa ở đó là phải vừa hoạt động kinh doanh và vừa là còn là cái nhà thì mình phải cho thuê. Và hiện tại thì anh cũng đang có một cái sạp mà trước chỗ mà hồi xưa là vợ đang bán ở ngoài chợ. Cái sạp đó giờ ai coi anh? Thì anh cũng đang cho thuê luôn. Rồi thí dụ như mà mình quen nhau á, rồi mình gặp nhau sao? Còn mà muốn 2-3 lần thì anh thấy cũng hơi khó. Bởi vì em biết là em cũng phải đi làm, anh cũng phải làm. Cái việc này có thể là anh nghĩ thì cái thời gian ở trên này thì nó cũng không có nhiều để mình có thể sắp xếp được cái việc đó. Vậy là em là con gái hay con trai? Dạ em cũng có hai con trai đang ở với em nuôi. Nói chung là xa quá rồi em thì em chỉ muốn người đàn ông của em á là phải ở bên cạnh, không phải là cần nhất thiết ở bên cạnh nhưng mà ý là phải có thể như ghé thăm em hoặc dẫn em đi chơi thường xuyên chứ không phải là xa xôi vậy rồi sao mình đi chơi. Thì nói chung cái đó thì ai cũng muốn, anh cũng thế à. Mà nhiều khi nói chung cũng khó thể nói được. Dù sao chăng nữa thì mình phải có những cái thời gian thì mình mới sắp xếp. Em có đi Vũng Tàu không? Dạ lâu lâu công ty tổ chức mới đi thôi chứ không có thường xuống dưới. Anh thì Sài Gòn thì nói chung là anh cũng hồi xưa anh sống ở đây cũng là gần 10 năm rồi. Hồi xưa anh làm bên nội thất, bây giờ anh quay về anh kinh doanh buôn bán. Vậy một tuần anh gặp em một lần được không? Một tuần một lần. Chắc không? Còn nếu như mà thí dụ như mà cảm thấy cái tình cảm nó tới á, mà nó đủ á thì có thể là mình về một chung một nhà luôn, muốn là không có. Cái này thì anh nghĩ là cái hoạch định cho sau cái cuộc gặp. Còn bữa hôm nay thì mình chưa thể nói lên được điều gì đúng không? Đi cho nhau những cơ hội đi, rồi thí dụ mình ngồi uống cà phê hoặc xem phim cái đó thì mình nói chuyện nó dễ hơn đúng không? Thí dụ như hôm nay mình bấm nút đây đợi thì tuần sau mình mới được gặp nhau. Tường đã quay trở lại. Sao anh nãy giờ có ăn không hay là nạp tâm sự không ạ? Thời gian này nó có rất là ít ở trên chương trình này để mà nói ra được cái gì cho người bạn gái người ta hiểu thì chắc là hơi khó. Bây giờ Tường sẽ có những cái yêu cầu trên đây. Hai bạn hay bốc, mình trúng bốc thăm trúng cái yêu cầu gì thì mình sẽ yêu cầu đối phương thực hiện cái điều mà trong chương trình đề ra. Mời anh. Em lấy cái đỏ anh. Hãy đọc lớn cho cô ấy nghe. Nụ hôn đầu của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Đừng nói tôi quên nụ hôn đầu rồi nha. Ở năm 18 tuổi. Ở trên quận nhất á, lúc đó là đi coi bắn pháo bông á. À hôn ngoài đường. Coi bắn pháo bông là hôn nhau ngoài đường. Ai biết đâu được. Nhiều khi đi coi bắn pháo bông rồi rủ nhau đi đâu đó hôn rồi sao, đúng không? Rồi mời em. Nói một điểm bạn không thích ở đối phương. Nói thật lòng nha, ở đây là trò chơi thật lòng. Nãy giờ anh tiếp xúc với cổ và nhìn cổ trực tiếp rồi. Hãy nói là cái điều gì ở cổ mà anh không thích. Không có được giận. Dạ. Chắc không có rồi. Không có thì bây giờ tới phiên tới cổ nói được không? Được. Em hãy nói một điểm nào ở ảnh mà em không thích. Em không thích tóc của ảnh á. Sao vậy chứ em thích tóc làm sao? Phải có tóc. Anh là đầu tóc gọn gàng. Một tuần là một hớt một lần. Anh có tóc mà. Nhưng mà ảnh cạo em. Nhưng ảnh đâu có bị hói đâu nè. Tóc chân tóc rất là đầy luôn. Tóc rất là nhanh tốt. Thậm chí là 10 ngày là hớt một lần. Nếu bây giờ mà không cảm thấy mà không thích thì là một tháng hớt một lần. Thì nó sẽ dài thôi. Không tóc phải nhưng mà tại sao anh không để tóc mà anh lại cạo đầu á? Nó tốt ra thì nó cứ bù xù nhìn nó rất là khó chịu. Bây giờ để tóc lại được không? Để thì không vấn đề gì đâu. Để tóc thì chuyện nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Tóc mà chừng nào không có tóc mình mới lo này, có tóc mọc ra được. Không sao cả. Giờ thì là cái giây phút quan trọng nhất, Tường muốn là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Nhưng bây giờ là cái giây phút Tường muốn là hai bạn hãy nói thật cho đối phương nghe. Cho em hỏi ảnh một câu. À. Đúng rồi. Thí dụ như mình về chung một nhà, cái người giữ tiền á là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi. Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Thì anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ hay là hồi trước anh ở với vợ anh, ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt, mà nhiều lúc thì phụ nữ giữ tiền cũng tốt. Nhưng mà đôi khi bây giờ trong đầu anh mong muốn thực tế là thực tế, khi nào tới thực tế mới biết. Nhưng trong đầu mình luôn luôn có những cái suy nghĩ và sắp đặt cho cuộc đời mình. Vấn đề này bây giờ nếu mà nói ra mà không làm thì nó cũng kỳ lắm. Thì anh cứ trả lời là anh sẽ là người quản lý, bởi vì anh thấy là anh quản lý kinh tế tốt hơn. Nghĩ sao mình nói vậy thôi. Còn đó cũng là một cách trả lời của ảnh, tùy em suy nghĩ thôi nha. Rồi nhắm mắt lại và đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu đồng ý thì sau 3 tiếng đếm ta bấm thật mạnh vào cái nút. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra.
1 2 3 Hết thời gian, không ai bấm nút cả. Tại anh lý do tại sao anh không bấm? Bạn gái có nói là phải một tuần lên thăm tới 1 tới 2 ba lần thì cái khả năng đó thì anh không thể đi được, không làm được. Đấy nhất cái quãng đường rất là xa, mỗi một lần đi Sài Gòn thậm chí hôm nay là anh say xe. Xây nặng xe luôn, là cái khoảng thời gian đó là nó không thể cho phép mình làm được nó. Thứ hai là bây giờ mình cái trụ cột trong gia đình để nuôi các con, cho nên là mình không vì một cái gì đó, tất nhiên là tình cảm tình yêu thì mình vẫn có thể là tìm kiếm, nhưng mà nó xa xôi quá, đôi lúc cũng có những cái nó rất là bất tiện. Mỗi người có một cái hoàn cảnh rồi. Còn em, tại sao em không là bấm nút? Em cảm nhận được á, ảnh chưa có thật sự giống như là muốn một cái gì đó để anh chia sẻ, giống như anh muốn vợ nhưng mà anh chưa muốn thật sự chia sẻ cái chuyện riêng, cái chuyện gia đình của ảnh, cá nhân của ảnh. Đó là cảm nhận của hai bạn, thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của mình ha. Mời hai bạn. Rồi, thật ra thì các Tường cũng hơi tiếc. Em tên Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1984, 37 tuổi. Được rồi. À, Tùng là quê ở đâu? Quê ở An Giang á chị. Mình lên đây lâu chưa? Lên đây được 2 năm. Mới lên thành phố 2 năm thôi. À, rồi giờ là mình đang ở đâu, làm công việc gì? Ở thành phố Thủ Dầu Một. Hiện mình đang làm quản lý công ty bảo vệ khu công nghiệp Đại Đăng. UDT á? Dạ. Rồi bây giờ là mình ở đâu? Bây giờ ở trong khu công nghiệp Đại Đăng luôn. Là ở trong chỗ làm luôn, trong xí nghiệp luôn. Rồi chứ hồi xưa giờ ở dưới An Giang là làm gì? Dưới An Giang thì buôn bán rồi. Buôn bán gì vậy? Có thời gian bán trái cây chợ đầu mối Thủ Đức nữa nè chị. Wow, vậy nữa. Rồi là giờ lập nghiệp là gặp việc ở Bình Dương luôn. Dạ. Rồi thí dụ giờ lên thành phố được không? Xa chỗ làm quá. À, xa chỗ làm quá. Ủa giờ mình làm đó là chắc chắn luôn rồi đó hả? Hả, là công việc ổn định luôn hay sao? Em thích cái công việc đó hay sao? Hiện tại thì làm nghề bảo vệ thì chắc nó không ổn định đâu, nhưng mà kinh tế phụ mình chắc có thể ổn định chứ. Kinh tế phụ là làm gì nữa? Thuê chỗ rồi cho mướn lại với lại cầm thẻ cho công nhân rồi á. À, coi như đi làm bảo vệ. Rồi bây giờ mình có cầm gọi là cầm đô nữa. Dạ. Thuê chỗ cho mướn lại nữa. Dạ. Bây giờ mình có mấy chỗ cho mướn? À, 2 chỗ rồi chị. À, cái dịch vụ này giờ cũng rất là hay. Ví dụ như các Tường đi, các Tường mua nhà nhưng mà Tường không có như cái nhu cầu, nhưng mà Tường cho thuê á thì những cái nhà đó cho thuê là dạng cho thuê phòng trọ phải không? Dạ. Đúng không? Thì nó có nhiều phòng mà Tường đi cho thuê phòng trọ thì mỗi tháng Tường phải đi thu tiền từng người nó khó, thì Tường cho một cái người thầu lại, rồi người này thầu lại, người đó sẽ người này sẽ đi cho thuê, người ta có tự động có trách nhiệm là người ta đi thu tiền thì người ta sẽ lấy cái khoản chênh lệch đó lời mà bao nhiêu triệu đó, một cái căn như vậy căn lời được mấy triệu? Dùng một cái kiosk thì mình lời khoảng 2 triệu vậy đó. Kiosk lời có 2 triệu à hả? Rồi đeo vàng dữ vậy, cầm đồ quá hả? Vàng là của mình hay của người ta cầm đem đeo vậy? Vàng giả đó chị. Hả? Vàng giả. Giả đeo chi dữ vậy? Đeo cho đẹp luôn. Ủa, vàng giả đeo ra ra đường ở Sài Gòn nó giật á. Cho đẹp. À, cho đẹp hả? Còn nữa không? Còn mấy sợ nữa? Cũng còn nhưng mà rồi vàng giả. Dễ thương ha. Thế anh tới em gái, em tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1984. Ồ, vậy là bằng bên này luôn, hai bạn là coi như là cùng tuổi nhau ha. Rồi là Vân đang làm gì Vân? Dạ em kinh doanh bên nhà hàng chay, cũng là đầu bếp luôn á chị. Nhà hàng chay ở đâu vậy? Dạ số 10B Bùi Văn Lạ, mà dịch này thì em tạm ngưng. Là quận mấy? Dạ quận Gò Vấp. À, quận Gò Vấp là gần nhà chị luôn nè. Tại cứ nghe cái tên đường nó lạ quá. À, mình là quê ở đâu Vân? Dạ quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, trời ơi, cùng quê chị luôn nè. Mừng quá. Ở Gò Vấp cũng gần nhà Sài Gòn mà, ở quê Vĩnh Long. Vĩnh Long phường dạ. Mấy? Ở xã Hữu Nghĩa, huyện Vũng Liêm á. À, huyện Vũng Liêm. Còn chị thì ở ngay thành phố Vĩnh Long, em là Vũng Liêm ha. Nhưng mà dạ, mẹ là cũng cùng quê. Trên này là em đang ở với ai? Em hiện tại đang ở với con gái. Con gái dạ, mấy tuổi rồi cơ? Dạ con gái 12 tuổi. 12 tuổi. Dạ. À, hai mẹ con thôi. Dạ. Còn gia đình lớn, ba mẹ mình là còn Vĩnh Long hết hay sao? Dạ, ba mẹ Vĩnh Long. Rồi, chút xíu nữa chị sẽ hỏi về cái chuyện tình duyên sau ha. Nhưng mà trước mắt là thấy là cùng quê rồi, em gái quá đẹp, quá dễ thương rồi. Bây giờ chị hỏi một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Thì nói chung là em làm công việc em lo làm nhiều. Nó nói chung gì em cũng làm được đó. Nấu ăn rồi bên chăm sóc da. Nhân duyên nào mà em mở tiệm đồ chay? Dạ thì hồi trước là biết một người Phật tử á chị. Cái họ bạn đó gieo duyên cho em ăn chay trường. À, em ăn chay trường được 5 năm. Ăn chay trường 5 năm rồi. Dạ. Giỏi rồi, quá. Rồi cái em cũng mở 2 chỗ rồi đó. Nhưng mà một chỗ thì cũng có trục trặc, rồi chỗ này thì bị dịch. Nên số em hơi lận đó. Thôi kệ, thôi từ từ em. Mình dạ, có cái tâm hướng thiện vậy, ăn chay đỡ sát sinh, rồi mình còn bán đồ chay nữa. Lan tỏa cái thông điệp đó. Thứ nhất là bán đồ chay để healthy, để giữ gìn sức khỏe. Mình chưa nói dạ, đạo nào bây giờ người ta cũng ăn chay hết. Không phải dùng từ ăn chay luôn, mà người ta là hạn chế ăn động vật, ăn dạ, thực vật dạ, để cho bảo vệ môi trường, với lại là giúp cho cái sức khỏe. Hèn chi ăn chay mặt đẹp quá trời đẹp luôn.
da dẻ cũng đẹp nữa, mịn màng, có nhiều chất xơ. Rồi, như vậy là tốt rồi. Vậy là mùa dịch này rồi làm gì ảnh hưởng nhiều không? Thì giờ tạm thời là em chuyển đồ đi gửi. Rồi xong thì em ở nhà em quay lại cái việc là em gọi đầu với làm bên body á chị. Cái này thì giờ mở cửa lại rồi, làm được rồi. Là nhà mình ở là nhà thuê hay sao? Dạ, em đang thuê. Đang thuê, dạ. Ủa, vậy lên Sài Gòn lâu chưa? Chắc 20 năm rồi đó. 20 năm mà giờ cuối cùng á, gãy đổ ôm con mà chưa có nhà cửa gì hết trơn. Thất bại do kinh doanh đó chị. Khổ quá ha. Rồi cái đó lát tính sao. Rồi qua tới bên đây. Điểm yếu em thì thẳng tính đó chị. Điểm yếu mà thẳng tính đó hả? Thẳng tính thì thẳng tính sẽ ít cái gần gũi được. Và nó không có được bản thân để chia sẻ đâu các cuộc sống đó. Còn điểm mạnh em thì biết chăm chỉ, tự lập, việc nhà xem biết hết. Mà mình có võ không mà người ta tỉ mình vô làm bảo vệ? Vô thì người ta đào tạo mình chứ. Chứ hồi đầu là chưa có. Đầu thì biết như những cái cơ bản tí tí gì đó. Vô đào tạo thêm. Tướng tá cũng cao áo ha, cao mét mấy? 1m69 rồi. 1m69. Rồi đào tạo bao lâu thì nhận vô làm, có ký hợp đồng dài hạn gì không? Em ký hợp đồng ngắn hạn á, mình có thời gian để làm kinh tế phụ á. Nhưng mà giờ mình định sau này định hướng trong cái công việc, cái sự nghiệp của mình là sao? Em định hướng sẽ lập nghiệp ở Bình Dương á chị. Mình nuôi phát triển cái kinh doanh mình được, nuôi lý tưởng mình được thì mình sẽ có cái định hướng. Tình duyên Tùng như thế nào? Đã trải qua mấy mối tình rồi? Từ lúc chia tay vợ gì thì cũng nói lớn lên, trời ơi bảo vệ nói, nói trong họng tôi không nghe cái gì hết. Chưa có mối tình chính thức nào chứ. Chưa có mối tình chính thức nào chứ. À, hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì trước cái vợ thì khoảng 3 mối tình này. À, là có lấy vợ một lần rồi. Dạ. Có con chưa? Có con 12 tuổi. 12 tuổi, con trai hay con gái? Con gái. À, rồi cái mối hôn nhân đó là kéo dài được bao nhiêu, bao lâu? Hơn 3 năm. Lấy nhau hơn 3 năm. Lúc đó là đám cưới là bao nhiêu, lúc đó mình bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi, tới 28 là chia tay, là ly dị. Nguyên nhân sao ly dị? Kinh tế cũng khó khăn nè, nói chung công việc cũng chưa ổn định nữa. Là vợ dưới quê á, An Giang á? Dưới quê thì... Rồi bây giờ con là ở với ai? Ở với ngoại cũng An Giang. Con ở với ngoại, rồi sau nữa, rồi sau đó thì sao chia tay, nói lại cái sau chút. Đó thì nói chung tuổi cũng bồng bột rồi, cái sự việc nó xảy ra mình chưa đủ để khắc phục với lại mình xử lý theo tình huống á. Mình đi đến cái sự việc xấu đó. Ai là người quyết định ly hôn? Em chị. Em lý do gì? Có con rồi mà sao ly hôn? Nói chung ra đủ mọi chuyện nó xảy ra bên hai bên gia đình. Nhưng mà cái nguyên nhân chính á, phải có cái nguyên nhân chính gì thì mới ly hôn. Cái nguyên nhân chính này do kinh tế vậy. Bao nhiêu năm nay thì có phụ nuôi con không? Hồi lúc trước thì có một số tiền chia tay mà tòa xử ra để mình lấy đó. Nhưng mà em không lấy, để phần đó. À, có nghĩa là lúc chia tay thì em đưa hết luôn cho cái phần của em, chia là em đưa cho vợ để nuôi con luôn. Dạ. Còn mấy bao nhiêu vậy là ly hôn bao lâu rồi? Khá lâu rồi chứ. Tự năm em mới 28 tuổi cũng gần 10 năm rồi. Khoảng 8 năm rồi. 8 năm rồi. Thì 8 năm nay là có hai bên có qua lại gì với nhau không? Không chứ. Rồi con cái có thăm nom gì không? Có khi Tết em về á thì có thăm. Tết là về thăm. Dạ. Còn bình thường là coi như là bình kia hát luôn về hẳn luôn. Dạ. Vợ em lập gia đình mới chưa? Em cũng không nghe nói nữa chị. Không nghe, không biết gì luôn. Trời ơi, rồi con gái hay con trai? Con gái chị. Rồi con gái ở bển rồi, con gái cũng không có thăm ba hai cha con, không có hỏi thăm gì nhau hết hả? Dạ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thì nó ở bên ngoài á. Chứ em đi quanh năm mà. Cho nên nó cũng không có điện thôi. Rồi bây giờ con gái nó là tuổi này 12, 13 tuổi, nó lớn rồi. Cố gắng rồi điện thoại thăm hỏi con nhiều một chút. Tới cái tuổi vậy thì nó không có cha rồi, tội nghiệp nó. Hỏi thăm coi con nó cần gì, nó làm sao rồi hỏi thăm nó chứ, dạy dỗ con chứ. Ly hôn chứ, con cũng con mình tạo ra, phải có trách nhiệm chứ trời. Làm ơn làm phước, điện thoại thăm hỏi cho con cái giờ có chu cấp gì, có rồi ba mẹ dưới quê thì sao? Ba mẹ dưới quê giờ mẹ mất rồi còn ba. Rồi ai nuôi ổng? Hai chồng em út á. Vậy là giờ ông sống một mình một thân là tự lo cho mình thôi chứ không có lo cho ai hết. Dạ. Giờ có để dành dụm gì được nhiều chưa? Cũng có chị. Ví dụ giờ lấy vợ rồi ở đâu? Có dự tính nếu mà có vợ rồi ổn định sẽ cuối năm sau chắc mua nhà ở Bình Dương. Rồi hiện giờ là cứ ở trong công ty thôi đúng không? Lấy tiền làm ăn, lập nghiệp trên này luôn. Dạ. Không về An Giang nữa. An Giang thì cũng có đất ở dưới, đất nó ba cho. Rồi ok, vậy cũng được. Giờ quay lại với Vân nha. Bây giờ cho chị hỏi thăm về tình trường của Vân nè. Tình trường em chắc lâm ly quá. Lâm ly đúng không? Tôi thấy nghe sơ sơ cái màu tôi thấy rồi là biết lâm ly là hồng nhan bạc phận. Dạ. Rồi sao? Em có hai mối tình. Tình đầu với ba của con em á. Chụp hình cưới đồ xong hết rồi. Em mới phát hiện anh có một người phụ nữ. Anh có một người phụ nữ bên cạnh anh. Lúc đó khi quán em kinh doanh á, thì cái cô đó tới quán em uống như một người khách vậy nè. Cái em ra em dọn dẹp quán thì em thấy là bể cái ly. Giống như là coi như là cũng nói lên một cái gì đó. Xong cái em mới lên công ty.
lên công ty của ba bé đó. Em mới hỏi là tại sao là người phụ nữ đó, cái ảnh còn nói em vậy nè, chắc người ta giận bồ á. Thì khi tìm hiểu ra là em ra quán cà phê cô đó luôn. Thì cũng mở cái quán cà phê cũng giống vậy đó. Mở cho em quán cà phê giống vậy là sao? Hai người hai cái quán cà phê giống y vậy luôn. À là chồng em á. Ảnh trang trí y vậy luôn. À lúc đó là cưới chưa bạn trai hay là chồng rồi? Là bạn trai mà đã đi chụp hình cưới rồi. À, chụp hình cưới rồi luôn. Gặp mẹ em hết rồi đó. Nói chung là gặp gia đình hết rồi đó. Mở em cái quán cà phê cô đó tới uống rồi xong rồi cũng mở cô kia quán cà phê em tới uống. Em cũng ra quán cà phê tới uống luôn. Em mới lên Sài Gòn em coi như là em bỏ đi đó, là anh lại đi kiếm em nữa, năn nỉ nữa. Ăn nỉ là nói là bây giờ anh sẽ chứng một tờ giấy độc thân cho em tin. Rồi em về quê em làm giấy kết hôn đi. Thì thật sự lúc đó em còn quá nhỏ. Cái về quê thì chứng làm kết hôn thì lúc đó chưa được, chưa đủ tuổi, lại 17 tuổi đó. Cứ kéo dài chị, kéo dài cho tới ảnh hứa là bỏ. Tại mua nhà kế công ty mà. Nhà của ảnh mua cho em á, kế công ty ảnh luôn. Là làm lòng tin cho em mà. Đó cái cũng tin, không thấy thời gian, không thấy ai. Coi như là điện thoại đồ đưa cho em quản lý hết. Lúc đó là phát hiện ra là cô đó đã mang thai nữa. Thì lúc đó em cũng có con nhưng mà trời em đi, em bỏ đi. Còn như em có con, cổ cũng có con luôn. Trời, em với cổ cũng dính lời nguyện với nhau ha. Em bỏ về Sài Gòn là em sinh con. Em một mình tự nuôi con. Em nói mà em nói là giờ em có đi làm bất cứ chuyện gì, đi giúp việc nhà, giờ em cũng sẽ tự nuôi con em. Là lúc đó ông không đi kiếm nữa. Coi như năm nào cũng gọi cho em hết á. Mà cái đoạn mà em có bầu đẻ đi lên thành Sài Gòn đẻ con là ông không có lên đi kiếm. Em mượn một người bạn đó nói là em đã đi lấy chồng. Nó nên ảnh không làm phiền, nhưng mà ảnh tức, ảnh nói là tại vì biết là em cũng thương ảnh mà ảnh cũng thương em nữa. Ảnh mới tức, ảnh mới năm nào cũng gọi. Ảnh gọi nói em vậy nè, đâu em nhớ coi giọng của ai không? Tên, em nói dùm cái tên đi. Em nói không, không nhớ, mệt lắm. Cái con em nó mới khóc, cái lúc mà nói chuyện chậm chậm á thì ảnh kể khi mà năm 2018 á là ảnh nói tên ra, là lúc đó em mới gặp. Thì ảnh mới nói là hàng năm anh vẫn có gọi cho em, thì giờ là coi như cuộc tình nó chỉ là bạn thôi, thì cho gặp con. Còn cái chuyện xưa không giải quyết, lúc cuộc là chưa cưới. Không, cuối cùng là người đó đeo không bỏ mà. Nói chung chết sống luôn á chị. Em với cô đó là giờ lấy cái cô đó rồi. Đúng, cổ nói là giờ bỏ, cổ chết cổ tự tử mấy lần. Thôi gọi em chi nữa. Con đứa con gái. Trời đất, rồi có nuôi, người ta gọi mà có thăm nuôi không? Không có chứ chị. Vẫn nuôi. Nói chung anh có trách nhiệm mà. Anh nói chung là anh đó làm việc cũng có chức vụ, anh có trách nhiệm. Còn hồi xưa chị, lý do tại sao mà bỏ em đi vậy là phản bội em là không giải quyết. Thì vậy đó chị, anh nói vậy nè, giờ cưới em đi, em là vợ chính thức, coi như là cô kia là không có quậy em được nữa. Là cứ vậy đó, nói là để là năn nỉ cho có trách nhiệm với cô đó. Nói là giờ ai cũng cả hai không bỏ ai hết trơn á. Đàn ông tham lắm chị. Tham lấy thêm thôi à. Trời ơi, bên đây kêu người ta đi đám cưới rồi, bên kia rồi, cô kia có bầu rồi, làm sao mà cưới. Nhưng mà giờ là cưới cô kia chính thức rồi phải không? Thì giờ ở chính thức rồi. Rồi ok, vậy là cuối cùng là mình chưa có kết hôn, chỉ có con thôi chứ chưa kết hôn. Nói là về ở ngoài luật là coi như chưa kết hôn lần nào. Dạ đúng. Đúng không? Rồi, đó là mối đầu tiên, còn mối thứ hai? Thì nó mối thứ hai càng khổ nữa. Rồi sao, mối thứ hai sao? Mối thứ hai thì thời gian em cũng đi mua gánh bán bưng vậy đó. Thì em gặp cái anh đó đó đeo theo mà tìm tới nhà, coi như để ý em á, mà tìm tới nhà là lo cho con em với nhậu với ba của em. Hay quá ha, biết là đi cứ vậy đó, không nha. Nói em với ảnh không hề nói chuyện một thời gian, là coi như tới ngày mà em mở một cái nhà hàng chai ở dưới chùa Nghệ Sĩ nữa đó, thì bắt đầu cũng cứ tới lui vậy đó, thì cuối cùng là phát hiện là anh chàng ta là có vợ. Trời đất ơi, sao hoài vậy rồi. Thấy lâm ly không? Cái xong cái em với chị cái giai đoạn đó lại hiểu lầm xong rồi lại tiếp một giai đoạn sau là do chị đó chỉ bệnh, thì em mới phiền anh đó là coi như là phải hướng về lo cho vợ. Em là người coi như là em về Phật pháp á, em không có nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa. Nếu em lập gia đình em sống vậy, em đi cũng có người này người kia đeo em chứ bộ. Nhưng mà em nói do lòng của em là muốn sống nuôi con bé, chứ em sợ cái cảnh nhỏ nhỏ đó chị, mà bước tới bước nữa thì tội con mình. Thời gian cái em với chị đó mới quá giải được là em mở một giai đoạn, nó mở trên cái nhà hàng ở trên Bùi Văn Là, thì em với chị mới qua lại. Thì mỗi lần mà ảnh qua chỗ quán là em đều quay phim lại hết nha. Em quay là chính ảnh là người đi kiếm em vậy vậy đó, chứ em không bao giờ mà em phá hạnh phúc gia đình ai. Xong thì cái thời gian dịch đó là coi như ảnh đau bụng ngầm mới đưa đi khám, thì là ảnh bị bệnh ung thư. Xong thì em với chị là cùng nuôi anh cho tới phút cuối. Là giờ anh mất rồi? Dạ mất rồi. Là nếu mà cứ dính vậy chắc em còn khổ nữa. Cũng tại em nữa, mắc gì đâu dính trời. Người ta có vợ rồi thì né ra dứt ra đi chứ dính vô làm chi. Bởi có bạn em biết mà, thí dụ cứ đi kiếm em vậy đó, em cứ quay phim, em quay phim ảnh lại, em nói là không, nếu mà anh đã có vợ rồi tôi không bao giờ tôi dính vô, đừng có làm khổ tôi vậy nữa.
mà anh cứ theo em vậy chị. Có gì đâu khổ, chị thấy nói cái câu mà tại em không biết là em hỏi trời cao đất rộng sao thấu được lòng anh. Không, đó là tại cái nghiệp của em. Dạ. Mà tại em cũng thích dính vô cái nghiệp. Nếu mà em nói tu thì chị nói là đó là dính vô cái nghiệp. Chứ còn con người chị, thí dụ con người chị mà chị đã không thích rồi thì không bao giờ có cơ hội gì để người ta tới. Không thích thì em mới nói ba em á, đừng có gặp ổng nữa, nhậu với ổng chi. Do là cứ vậy mà em thấy thương người mà em khổ cho em. Cái đó không phải gọi là thương người, đó là tại vì em không quyết đoán. Dạ. Mà nếu em không bỏ cái tính đó thì em còn khổ nữa. Em đuổi chị, nếu mà không tin đuổi có những cái video mà em đuổi luôn á, chửi luôn á. Video để làm cái gì, cái video không này chị nói thẳng luôn tại em. Dạ. Còn nếu thật sự thiếu gì cách để mà giải quyết, ông nó tới em nhờ một người bạn trai em ngồi ở đó ra nói giùm thiếu gì bạn bè của mình. Đúng không? Cũng có chị đuổi nói luôn kiểu hết. Ông tới gọi điện thoại mời vợ ông tới liền. Em cũng tạo cho người ta là hiểu lầm, nhưng mà thôi cái chuyện này nó qua rồi. Nhưng mà cũng may mắn, may mắn là may mắn cho em á, là không còn bị dính vô những cái phiền hà đó. Rồi nhiều tự nhiên giờ em có thêm một cái người bạn là vợ của ảnh. Tự nhiên chị nghe thì chị rất là xúc động ở cái đoạn mà tự nhiên hai người phụ nữ để lo cho cái người đàn ông ở cái phút cuối cùng. Tại vì người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, có những cái gì cũng quá giải khi người ta đã nằm xuống thì mình quá giải hết. Bây giờ em tu, em chay cho nên cuối cùng giờ em quá giải được mọi thứ, em có cái người bạn thành anh em giống như cái chị đó giờ với em cũng là bạn. Yeah. Thì cái đó cũng là một cái là do mình có tu mình mới được như vậy. Thì cái đó chị chia sẻ, nhưng lần sau là những cái trường hợp như vậy em phải thẳng thắn hơn. Nhưng mà thôi, chuyện nó qua rồi, cũng may là mọi thứ nó dừng lại ở đó. Yeah. Thì mình hy vọng ở cái lần sau. Em muốn tìm một người trong tương lai của mình là người như thế nào? Nói chung là chịu khó, lo làm ăn. Rồi hiền lành. Bây giờ lấy chồng mà chồng ở tỉnh khác, ở xa thì mình có đi theo chồng không? Dạ không, em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn. Lý do? Thì giờ em thấy trên đây con em cũng học ở trên đây. À, con đang học. Dạ, trên này. Con em học trên đây, điều kiện nào giờ em sống ở trên đây. Nên là em muốn lập nghiệp ở trên đây luôn. Rồi, ok. Rồi, qua tới bên này. Em anh mong muốn tìm một mẫu người trong tương lai mình là người vợ như thế nào? Chuyện về truyền thống và về hiện đại chị, biết chia sẻ, biết chăm lo gia đình. Rồi vẫn một câu hỏi đó, tôi hỏi hết rồi, mọi người tự lớn rồi, mọi người tự suy gẫm hỏi hết. Ví dụ như giờ mình yêu một người đó, mình rất là ưng bụng nhưng mà người ta ở khác tỉnh mình thì mình có sẵn sàng di dời không? Chắc có thể, còn nếu mà người lạ mà đặt trường hợp gì chắc thì không. Thì đương nhiên rồi, đúng rồi. Tại vì chị cảm thấy là về ngoại hình, về tuổi tác, về mọi thứ thì tương đối là nó phù hợp. Cùng tuổi nè, đều có con nè, 12 tuổi hết nè, đều gãy đổ hết nè. Nhưng mà chị thì không phải là chị binh vực phụ nữ luôn luôn. Đối với từ quan điểm của chị là lấy vợ là phải theo chồng. Nhưng mà cái trường hợp ở đây là chị lại nghiêng về cái đứa bé. Tại vì con em thì nó đã yên ở với mẹ nó rồi. Nhưng mà tại vì con bên đây thì đã học bên đây, cái môi trường nó quen. Chị là chị ưu tiên cho đứa bé, chứ chị không phải. Chứ còn chị là có, nếu mà có hai bạn mà đều là độc thân thì chị luôn luôn ủng hộ phụ nữ lấy chồng là phải theo chồng. Nhưng ở đây là tại vì chị lại nghiêng về phía bạn gái là vì cái đứa con thôi. Rồi bây giờ thì cho chị mượn xem cái hình của em coi. Chà, ghê ha. Ba cô, đó thích cô nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ, mét 58. Mét 58, em là nãy nói cao mét 6 mấy quên rồi. 1m69. Nè, có ổng ở chổng á, kiếm ổng đi mà tôi thấy nhìn. Chắc em nghĩ là người này quá chị. Hả? Em nghĩ sao sao nghĩ cô đó? 38 tuổi thì 38 tuổi. Rồi, ok, còn em? Đâu? Ông đó đó hả? Ông đứng giữa đó đó hả? Dạ. Nhìn hình khó đoán lắm quý vị ơi. Xin mời mọi người hãy nhìn qua cửa trái tim này để xem hôm nay mình trò chuyện với người như thế nào nhé. Tiên 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 tiên. À, khi mà mở cửa trái tim ra thì cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Bạn ấy thì rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Có thấy xao xuyến gì chưa? Chắc có thể mình cho nhau một cơ hội và có thể là có một cái nói chung mới có xao xuyến được. Chứ mới nói mà có xao xuyến thì chắc nó hơi dối. Nhưng mà ý là có kiểu như là mình đạt cái tiêu chuẩn nhờ chương trình tìm giùm. Có hài lòng với có cái... hài lòng, ấn tượng. Rồi, cảm ơn em. Rồi còn mình thì sao? Dạ em chào anh. Em thì có một cái gì nói vậy nè, em thì người em thật nên là ví dụ mà cái người làm em ấn tượng á là anh đừng có đeo đồ, đeo trang sức. Rồi đeo vàng dữ vậy? Vàng giả chị ơi. Hả? Vàng giả. Vàng giả đeo chi dữ vậy? Đeo cho đẹp luôn. Ví dụ người ta giàu, rất là giàu nhưng mà đi chơi bình thường thôi em cũng thương. Cái này cái gu của người ta thích. Ủa miền Tây luôn mà, Vĩnh Long, An Giang mà miền Tây người ta thích đeo vàng. Cô ơi, đeo vậy là ít rồi đó, nhiều người ta đeo dọc. Em cũng thích đeo vàng lắm nhưng mà lên chung. Em đi chuyện bự gì nè mà còn mặc hở hở ra là mấy anh đàn ông ở dưới mình đó đúng không?
hở ra đeo dây chuyền như đây nè đó, còn nữ là mình phải đeo xi men. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn vừa ăn một buổi cơm trưa với nhau, vừa trò chuyện với nhau một xíu để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Em nấu chay á nên em có mời chị Tường một phần cơm chay, cơm tấm á, rồi mời anh dùng cơm chay. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ thì các Tường mời hai bạn dùng một bữa cơm, và đặc biệt đây không phải là cơm của chương trình mà đây là cơm chay của em ấy làm nha, nhớ thưởng thức cái hương vị nha. Rồi có gì mình cứ trao đổi với nhau thoải mái, em có thể xích ghế vô một chút xíu để ăn. Rồi mời hai em ngon miệng nha, chút xíu nữa chị Tường quay lại. Dạ dạ, cảm ơn chị. Nhìn khá đắt mắt ha. Em mở nhà hàng này lâu chưa? Em mở được năm rồi, dịch rồi nên em tạm ngưng rồi. Bước đầu em nhìn thấy anh có ấn tượng gì? Em thấy anh cũng dễ thương. Nhưng giờ anh làm việc trên đó là anh ở chỗ công ty luôn. Anh ở chỗ công ty luôn. Em nấu khá ngon nha. Cái này chính tay em làm ạ. Dạ. Theo anh nghĩ thì mình cũng lớn tuổi rồi, thì cũng muốn tìm một chỗ một nửa cho mình. Thì đến đây cũng là một cái duyên, mình hãy cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy rằng có tiếng nói chung được á thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Ủa anh có hay gặp con gái anh không? Có khi anh về quê mới gặp. Mình phải lo cho bé chứ, có trợ cấp không? Khi về quê thì cho bé thôi, còn bình thường thì không có liên lạc được. Bởi vì ở dưới ngoại á, thời gian lúc trước khi chia tay với vợ thì hai bên gia đình có không có tiếng nói chung á, thì thành thử anh không có đến. Như anh vừa mới rồi đó, này em cảm thấy là nói với anh như thế nào, cảm thấy có cùng chung một tiếng nói để cho nhau cơ hội? Em thấy nếu mà đồng tuổi tí nhau á thì em thấy tuổi tí cũng làm chịu khó. Nếu mà không biết mỗi người nói tuổi, nhưng mà mỗi người mỗi cái ý, chung là em thấy cũng được. Mà anh ở Bình Dương, nếu mà anh mỗi lần anh đến dưới em là anh đi như thế nào? Theo anh nghĩ thì một tuần một đến hai lần thì nó sẽ ok, công việc thì ok cái sự gặp gỡ mình hơn. Còn nếu mà tiến xa hơn thì do nơi mình thảo luận nhau. Yeah. Theo như cái quan điểm của em tìm hiểu mà cho nhau cơ hội đến xa hơn á, thì khoảng bao lâu là có thể về chung một nhà? Do điều kiện của anh. Như giờ anh là kinh tế anh sao? Kinh tế anh thì cũng ổn, mà ví dụ có một gia đình nhỏ thì mình cũng đảm bảo chất lượng cuộc sống nó cũng ok. Ủa anh làm vậy là có quy định được tháng tiền lương như thế nào không? Theo như mình trông chèo giờ cái mức lương của mình làm á, thì so với thị trường nhiệt giới lô thang á thì nó không ổn định. Còn nhiều khi mình lên tới đất địa Bình Dương thì phải hoạt bát thôi. Chẳng dạng như mình phải có kinh tế phụ hoặc mình làm thêm những gì á. Dạ. Cho nó ổn định hơn. Như em dự định là khi nào mà mở nhà hàng lại? Em định nếu mà dịch nó ổn kìa, chứ tại vì em mở ra nó nhiều cái việc trục trặc á, nên giờ để cho khi nào mà mở được mình mọi thứ nó ổn hết cái đã. Cơm em làm ngon quá hay sao mà anh chăm chú anh ăn quá trời ăn luôn. Ngon hả chị? Anh chăm chú anh ăn không mà anh không lo tâm sự, tôi ngồi ở ngoài tôi nghe bên đây hỏi mà anh cứ lo ăn cơm chay, vậy là em thành công rồi đó. Chị Tường muốn hỏi một câu, cái suy nghĩ giờ theo như em nè, bản thân mình là cũng là cái người gãy đổ đúng không? Yeah. Con mình cũng đang ở với mẹ của nó, rồi sau này thí dụ mẹ của nó mà có lập gia đình nữa thì con mình sẽ ở với Dượng. Bây giờ thí dụ như em lấy một cái người hoàn cảnh giống như mình, người ta cũng gãy đổ, người ta cũng có con riêng, thì bản thân em dù muốn dù không tự nhiên em cũng trở thành cha Dượng. Vậy thì theo như em nghĩ cách giáo dục của người cha Dượng dành cho con cái của mình là như thế nào? Mình xem nó như là con ruột mình thì nó sẽ xem mình như là cha ruột của nó. Đó là bước đầu tiên của mình dạy một đứa bé. Cách thứ hai nữa thì do cái môi trường, ví dụ như mình cố gắng để tạo cái kinh tế thì mình sẽ lo cho nó môi trường nó sẽ tốt hơn. Về phía em thì em nghĩ như thế nào? Tính em á, nếu như mà em đủ duyên để bước thêm bước nữa vậy đó, thì con của người chồng của em vậy đó, em cũng sẽ rất là thương như con em. Con em thương sao thì em sẽ thương con như vậy. Mà phải đủ duyên vậy chị. Thì đương nhiên mọi thứ trên đời này nó đều phải có duyên. Duyên mà phải có cái nợ nữa. Mọi thứ nó đều là nhân duyên của hai người thôi. Cho chị hỏi là hôm nay mình đi có ai đi theo không? Đúng, em rất biết ở trọ chung với nó, với lại em ở xóm quê nữa. À em ở xóm quê ở chung ha, vậy là cũng là thân tình. Hiện giờ là đang còn ở chung không? Giờ nghỉ ở chung rồi. À giờ nghỉ ở chung rồi. Hôm nay mình đi theo có ai đi theo không cưng? Cô với bạn. À có cô với bạn. Cô là cô ruột hả? Dạ cô bạn bên Phật tử. À cô bên Phật tử. Rồi dạ em mời gia đình của bên cả hai bạn luôn à, bạn trai và bạn gái luôn, mời vào đây ạ. À. Dạ chào cô.
Chào chị, cô nhưng mà cũng trẻ quá thôi, cứ cô luôn đi. Dạ, mình biết nhau được bao nhiêu lâu rồi cô? Năm sáu năm. Năm sáu năm về cũng hiểu tính nết của cổ là hen. Dạ. Còn bạn là bạn sao? Bạn chơi lâu mà? Là em tên Ly, em là bạn của Vân cũng khá lâu rồi, trên 10 năm. À, hồi nãy giờ cô với chị với em cũng ngồi ở dưới cũng nghe hai bạn này chia sẻ nói chuyện hoàn cảnh gì đó, thì không biết là cái ý kiến cá nhân của cô là cô thấy như thế nào về cặp đôi ngày hôm nay? Cũng hợp về hoàn cảnh và cũng như là tuổi tác. Dạ. Cho nên là cô thấy là chắc hai người này cũng chuẩn trong vấn đề hôn nhân. Dạ. Mà cô thấy có điều gì chưa ổn ở cặp đôi này không? Cái đó để cho hai người tự tìm chứ, chứ bây giờ mới gặp nhau cũng chưa được chi nhân chi diện bất chi tâm. À đó, câu này hay nha, chi nhân chi diện bất chi tâm mới gặp đâu có nói được. Cho nên là em có được cái vụ với Bình cái sự dây với chuyền là em bị cái gì với chuyền đâu có nói là được cái điều gì đâu, mà ta thích thì ta đeo thôi. Ý kiến của em thì như thế nào? Cái điểm chung của hai bạn rất là tốt vì cả hai người cũng đã từng vỡ. Và bây giờ nếu mà hai người có thể hiểu lắng nghe nhau và chia sẻ nhau thì tốt, nhưng mà em nghĩ là hai bạn cần thời gian tìm hiểu nhau về sau này chứ không phải bây giờ. Thật sự là cái khoảng thời gian quá ngắn để hiểu cho nhau thì không có, chắc chắn là không có. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của anh thì em cũng rất có thiện cảm với anh. Hai bạn sau này nếu mà cảm thấy mình nói chuyện được thì sau này mình có thể là liên lạc với nhau và hẹn hò nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Còn hello em, tên gì? Tên Phong hả? Con luôn hả? Con năm nay nhiêu tuổi con? 23 tuổi. Ừ thôi con thiệt. Ừ, con thấy hôm nay cô này như thế nào? Rồi con có gì muốn nói với anh không? Con không biết nói gì. Không biết nói gì mà đi theo hôm nay đi theo chi vậy? Trời ơi, anh rủ đi thôi. Trời ơi, hai anh em có hai cộng dây chuyền giống nhau ghê luôn ha. Đám cưới anh đi cộng dây chuyền nha. Được không? Được không? Mình có vợ chưa? Đăng ký tham gia chương trình không? Rồi cô Tường kiếm người làm mai cho. Không hả? Rồi có nghĩa là bây giờ kêu anh bấm nút không? Có khuyên anh bấm nút không? Lại cái này là tùy anh. Ủa mày pha phải quá à. Thôi được rồi, cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn cô nha, cảm ơn chị, rồi cảm ơn em luôn. Bây giờ tôi muốn hai bạn nắm tay nhau một chút xíu qua cái cửa này. Hãy nhìn nhau và mỗi người nói với nhau một câu thôi. Cái cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Anh cho nhau cơ hỏi đi thì mọi chuyện sẽ từ từ tìm hiểu sau. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm nút, còn mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Khi em đến đây thì nhân dịp này cũng cảm ơn ban chương trình đã tạo cơ hội giúp đỡ cho em kiếm một mối lương duyên. Ví dụ như đi đến đâu đi chăng nữa thì do mình tìm hiểu thôi. Còn trước mắt thì em cảm ơn chị Tường đã chân thành ủng hộ giúp đỡ em. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 Theo như cái quan điểm của em tìm hiểu mà cho nhau cơ hội đến xa hơn á, thì khoảng bao lâu là có thể về chung một nhà? Do điều kiện của anh, như giờ anh là kinh tế anh sao? Kinh tế anh thì cũng ổn mà, ví dụ có một gia đình nhỏ thì mình cũng đảm bảo chất lượng cuộc sống nó cũng ok. 2 Bây giờ lấy chồng mà chồng ở tỉnh khác ở xa thì mình có đi theo chồng không? Dạ không, em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn. Lý do? Thì giờ em thấy trên đây con em cũng học ở trên đây. À con đang học dạ, trên này. Con em học trên đây, điều kiện nào giờ em sống ở trên đây rồi. Nên là em muốn lập nghiệp ở trên đây. Rồi ok. 3 Hết thời gian. Phụ nữ với nhau chị cũng có cái linh cảm á. Chị cũng nghĩ rằng là em chưa có cảm thấy có cái sự rung động. Dạ. Nay chưa có cơ hội, nó chưa mỉm cười với mình thì hy vọng là đâu đó trong chương trình này phát sóng ra là có sẽ nhiều cơ hội đến. Dạ, xin chào anh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Tấn Thành, năm nay 40 tuổi. Huỳnh Tấn Thành. Dạ. Em đang làm việc cho công ty Mitsubishi Electric Việt Nam và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy hả? Dạ em ở quận 8 anh. Quê em ở đâu? Quê em ở Sài Gòn luôn. Ở thành quận 8 luôn hả? Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Chào em. Dạ em tên là Ngô Thị Loa, hiện là em 33 tuổi. Em quê ở Bến Tre nhưng mà em cũng sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại thì em là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi. Dạ. Nhà em thì
Trên em thì có chị gái, dưới em thì có em trai ạ. Vợ chồng em trai thì sống với ba mẹ em và nhóc của em ở dưới quê. Em ở trên đây với chị gái ạ. À, tức là em đang ở một mình với chị gái. Dạ, còn đúng rồi. Con của em thì ở với em trai của em ở dưới quê. Dạ đúng rồi. Là dưới Bến Tre đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em làm trong ngành nào? Em phụ giúp với chị của em. Chị em có mở một cái xưởng nhựa phế liệu nhỏ nhỏ. Hai chị em làm ạ. Ở quận mấy cơ? Dạ, ở Bình Chánh ạ. Bình Chánh hả? Dạ. Rồi em nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Về ưu điểm thì em biết nấu ăn ạ, biết hát một xíu, với lại thích hài hước nên cũng biết kể chuyện cười ạ. Còn nhược điểm thì em hơi nóng tính, và thêm nữa là em có cái mà cũng gọi là nhược điểm với lại ưu điểm, đó là em rất là cố chấp. Như là cái chuyện gì mà bản thân em thấy đúng hay là em muốn đeo đuổi là cũng kiên trì lắm. Thế đúng, dạ, là phải làm cho bằng được đúng không? Dạ. Rồi bên bạn trai nghe chưa ạ? Dạ nghe chị. Bạn trai có ưu khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì em luôn đúng giờ trong các mọi câu chuyện. Giống như là mình đi làm hay là có cuộc hẹn gì với bạn bè thì em luôn đúng giờ. Và thậm chí là đi sớm hơn nữa. Tại vì em thích là mình thích chờ người ta hơn là để người ta chờ mình. Hay quá. Thứ hai nữa là em có cái tính trung thực, thì có sao là em nói vậy. Nên không biết mưu mẹo giống như những người khác vậy. Vậy là tốt quá chứ. Nhưng mà đôi khi có những cái thứ mà mình thấy như vậy mình không nên nói như vậy. Ví dụ như em thấy anh xấu quá, nói Linh xấu quá. Dạ. Nó anh Linh nhìn cũng được đi. Dạ đôi khi làm người khác cũng phật lòng. Đúng rồi, có đôi khi nói phật lòng vậy đó, đúng không? Rồi, còn gì nữa em? Dạ em thì được cái trong tứ đổ tường thì em chỉ dính có một cái thôi. Là gì? Tứ đổ tường người ta hay nói là cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích đó anh. Thì em chỉ dính vô cái vụ gái thôi. Có nghĩa là thì em muốn vợ thì em mới lên đây em kiếm bạn gái để em lấy vợ chứ. Trời ơi, giật mình. Đường tình duyên em sao rồi? Dạ em thì hồi đó giờ em trải qua được 3 mối tình. Thì trước khi kết hôn, trong khi kết hôn và sau khi ly dị. Ủa là sao? Dạ, là có nghĩa là con đời vợ khi... rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đã có một đời vợ và đã ly dị rồi. Có con chưa? Dạ có một bé gái năm nay 10 tuổi. Đang ở với ai? Dạ đang ở bên ngoại. Em bên đây con trai chưa? Mình là mấy? Dạ 4 tuổi. 4 tuổi. Dạ em ly dị hồi tháng 2 năm 2016 đến nay. Cũng 5 năm rồi ha. Dạ. Nhưng mà sau đó là có mối tình mà đúng không? Dạ có một mối tình là do em đi công tác ở Hà Nội đó chị. Thì cũng cái kiểu là cũng tâm đầu ý hợp lắm. Nhưng mà do bạn gái đó là yêu cầu là mình phải đi ra ngoài đó ở rể á. Tức như là hỏi ý kiến mình thôi. Nhưng mà em cảm thấy là không có được. Rồi tìm hiểu thì cũng đường xa cách trở quá. Rồi, con nên thôi, con gái 10 tuổi rồi, cũng lớn rồi đó. Dạ. Còn mình thì có mấy mối tình cơ ngoài cái cuộc hôn nhân ra? Dạ, nếu tính là chính thức là có 2 mối tình ạ. Một mối tình là lúc học cấp 3 là cảm nắng ạ. Là khoảng 1 năm ạ. Còn mối tình với ba của nhóc em là 12 năm ạ. 12 năm tính luôn cả cái ngày mà về ở với nhau luôn đó là dạ tính từ lúc mà tụi em quen xong rồi cũng dạ lấy nhau rồi sinh nhóc rồi tới trọn gói đó. Dạ đúng rồi, trọn gói là 12 năm. Lý do sao chia tay cưng? Cái này chắc là hết duyên ạ, cũng có thể nói là xa mà cách lòng ạ. Tại vì lúc mà em với anh ấy quen á, là từ năm 2006 tới năm 2007 là tụi em mới chính thức là tìm hiểu với lại yêu nhau. Xong rồi năm 2011 là anh ấy đi xuất khẩu lao động. Dạ. Nhưng mà lúc đó vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn bình thường. Tới năm 2014 thì anh ấy về rồi em với anh ấy cưới. Cưới xong thì anh ấy đi trở qua bên đó tại vì đi 5 năm. Cho nên là đi trở qua bên đó lần nữa là tụi em mất liên lạc. Nhưng mà lúc đó thì cái kiểu như nãy em nói thì em cũng cố chấp á, cho nên là vẫn đợi. Là trong nguyên năm 2015 là anh ấy không liên lạc về. Tới năm 2016 thì là lúc anh ấy đi về luôn, là dự định là ở Việt Nam luôn để hai đứa kiếm công việc gì làm hoặc là xây dựng cái sự nghiệp. Xong rồi em mới quyết định là sanh nhóc em là năm 2017. Rồi sau đó rồi cái anh ấy móc nối với bạn bè gì bên đó để mà đi lại lần nữa, là không nói cho em và gia đình biết.
Tới khi mà ở bên 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 chỗ bên Bộ Lao động nó gửi giấy báo trúng tuyển về là anh ấy đi lần hai, thì lúc đó mới báo với ở nhà. Rồi ở nhà cũng cũng có hỏi em là hỏi ý kiến em là có quyết định là cho anh ấy đi hay không. Thì em thì lúc đó là giống như là ảnh không có tôn trọng mình, không có hỏi lúc mà anh ấy bắt đầu, cho nên là em nói là cái đó là quyết định của ảnh. Tại vì ai cũng lớn, ai cũng sẽ có trách nhiệm với cái quyết định của mình, cho nên là ảnh muốn đi thì là em không cản. Dạ, ảnh đi lần hai đó thì lúc qua thì vẫn gọi về hỏi thăm mẹ con bình thường, tại vì lúc đi là nhóc của em được tháng mấy á. Thì vẫn gọi về hỏi thăm hai mẹ con bình thường. Xong rồi sau đó thì em phát hiện là ảnh có mối quan hệ ngoài luồng. Dạ, cho nên mất liên lạc luôn. Dạ. Lạc lòng luôn. Dạ. Đúng không? Bây giờ dạ. Con em nhiêu tuổi rồi em? Dạ con em được 4 tuổi ạ. 4 tuổi rồi hả? Cái là ba nó đi từ lúc thằng nhỏ mới có 1 tháng đó. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với bà ngoại với quê ạ. À với quê hả? Bến Tre đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy em làm ở đây mà ở với ai? Dạ em ở với chị ruột của em ạ. Chị ruột ở nhà riêng hả? Dạ. Còn em đây ở với ai em? Dạ em ở ở nhà của mẹ em. Ở với ai? Dạ, mẹ với ai nữa? Dạ trong nhà thì chỉ có mẹ em với em thôi. À có hai mẹ con thôi hả? Dạ. À rồi. Đó, sơ lý lịch của hai người là như vậy. Bây giờ cũng có hiểu nhau phần nào về sơ lý lịch rồi ha. Dạ. Chúng ta bắt đầu một cái mối lương duyên mới đây. Bỏ qua những chuyện cũ đi. Mình cũng không phân tích ai đúng ai sai cả. Có thể là duyên cũng hết rồi. Bây giờ mình đi tìm một cái duyên mới nào. Em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí, với mẫu hình như thế nào? Dạ, em thích một bạn gái thì cao khoảng 1m5 cho đến 1m55. Dáng người không gầy quá, cũng không mập quá. Gầy quá, không mập quá. Vâng, nội kia nói cũng vừa người á. Cái ông mối ông kỳ lắm, nghe cái chữ mập đó ông cười. Không ai mượn luôn á. Thì nghe cái chữ đó nó cũng vui vui mà. Búp míp mà ha. Dạ. Rồi sao nữa em? Dạ em thích cái mẫu bạn gái là có gương mặt khả ái. Có nghĩa khả ái ở đây có nghĩa là mình dòm cái mình thích liền á. Kiểu như dòm cái bị sắc đánh liền á. Thật ra đó nếu mà mình nhìn mình thích liền chắc cũng chưa tới mình đâu. Chị qua chị coi. Cái tôi... nhiều người nói ôi tôi nhìn ai mà thấy thích liền là có người khác thích rồi. Thành ra cái này khó lắm nha. Tùy theo duyên nữa. Yeah. Ai cũng thấy ai cũng thích con gái đẹp mà ai cũng thích khả ái. Ta nhìn trước người ta gọi là làm quen trước bằng mọi cách rồi đôi khi mình không có duyên khó quen lắm. Yeah. Ừ. Khả ái là quan trọng, khả ái với mỗi người đó. Thì đó thì bạn này bạn mong là bạn gặp một cái gương mặt mà để mà bạn gặp một cái là bạn thích liền. Chị rất mong là cái hàng rào này kéo ra một cái em gặp là em thích liền. Dạ, yeah, bị sét đánh liền. Hy vọng là như vậy liền luôn á. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích cái mẫu như ca sĩ Miu á anh. Tại vì em thấy Miu cũng nhõng nhẽo dễ thương. Miu. Anh thích Milu hơn. Vậy thôi ha, nó coi như cái mẫu gọi là cái sắc diện bên ngoài là như vậy, còn tính tình thì sao? Dạ, tính tình thì em thích bạn gái là thẳng tính á, kiểu như là có sao nói vậy á, là coi như là mình có cái suy nghĩ gì, có giận cái gì hay là có thương yêu gì á thì cứ việc nói ra, chứ đừng có giận mà kiểu như là để ở trong lòng vậy đó. Có gì nói đó. Dạ, vậy do tính tình em cũng trầm cảm, không phải trầm cảm mà là trầm tính à, trầm tính á. Trầm tính á, dạ lại cái ngôn từ nó cũng không được phong phú lắm nên em ít kiểu như là sống thì mình nội tâm hơn là ít có giao tiếp nhiều á. Nên mình cũng im mà cái bạn gái rồi cứ nghĩ là mình đang giận cái gì vậy rồi bạn đó cũng im luôn là nó dễ. Hai người phải gợi chuyện nói cho hiểu nhau rồi. Em có ngại khi mà nếu như mình gọi là đi đến với một cái người bạn gái mà bạn đã có cái đứa con 4 tuổi không? Dạ cái chuyện này thì em không ngại tại vì lần trước thì em cũng là người đánh sau thôi. Trời. Bây giờ để chị hỏi bên đàn gái chị coi cái mẫu người lý tưởng như thế nào nha. Dạ cảm ơn chị. Sao em nói cho bên đàn trai họ nghe đi cưng. À, dạ mẫu người của em thì trước hết là em không thích những anh mà có bụng bia tí. Dạ không thích những anh có bụng bia, với lại mà em sợ nhất là khói thuốc cho nên không thích những anh hút thuốc lá. Dạ cao thì khoảng cỡ em trở lên là khoảng 1m7 là được ạ. Em mét nhiêu? Dạ em 1m65 ạ. Em có thuốc uống bia không? Dạ không ạ. Không có, bên này không có thuốc uống bia. Không bia thì có một chút xíu.
Có nhưng có bụng bia đúng không? Bụng cũng ngon. Dạ. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Với em cũng giống như anh đó là gặp cái là có tiếng sét á, mình gặp cái là mình thấy mình có thiện cảm, mình cảm tình liền. Em thích nhất là cái mấy anh mà có nụ cười nhìn nó có duyên á, người ta kêu là nụ cười tỏa nắng á, nhìn cười cái là thấy thương liền, thấy thiện cảm liền. Ví dụ như cái hình mẫu lý tưởng á, cái hình mẫu em có một cái hình mẫu lý tưởng không? Em hình mẫu đó, trước nhất là anh Quyền Linh ạ, với anh Trấn Thành là mẫu đàn ông của gia đình ạ. À, vậy đó hả? Có dạ. Nghĩa là gặp mà giống như anh Quyền Linh hoặc là anh Trấn Thành là em có cảm tình liền đúng không? À, dạ, anh Quyền Linh là em thích cái tính của anh Quyền Linh là mẫu đàn ông của gia đình. Còn cái ngoại hình anh Quyền Linh cũng hơi có bụng. Ôi, nay hết bụng rồi. Chút xíu em mở ngày đó, nay hết bụng rồi. Nay dám chụp hình sexy ở trên Facebook rồi. Tức là dạ. Ở gần đó, dạ. Dám làm tới cái mức đó luôn rồi. Dạ. Yên tâm. Xuống 10 ký. Bữa nay ngon lành rồi. Dạ. Không, chị cũng hy vọng là khi mà cái rào kéo ra là tụi em nhìn thấy nhau là tụi em sẽ có cảm tình. Dạ. Có cảm rồi. Giác vậy. Thôi, bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Đúng ha. Đúng rồi, để coi cảm nhận nhìn nhau thế nào. Cô có bụng bia hay không nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Chào. Dạ, em chào anh. Dạ, em tặng anh. À, em cảm ơn. Dạ. Rồi mở ra luôn đi cưng bé. Em mở ra coi bạn gái tặng mình gì. Dạ. Dạ, em tặng cho anh cây bút ạ. Để anh viết tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời anh. Dạ, mong là sẽ có tên em trong đó. À, cây bút có chữ mộc. Thì cái này trùng mạng với anh. À, dạ, em cũng mạng mộc ạ. Dạ. À, anh có món quà cũng tặng em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mở ra luôn cưng, khám phá liền. Có quyền giúp đỡ nhau nha bạn. Dạ, anh như là quần áo. Dạ, cái món quà này là một chiếc váy chống nắng, một chiếc áo khoác và một cái áo mưa. Dạ. Thực chất là... Em chú đáo vậy luôn á, em chú đáo vậy luôn á hả? Dạ, có thể mọi người thấy cái món quà này nó hơi kỳ lạ tí xíu. Nhưng mà em thì em muốn thông qua cái món quà là em muốn gửi một cái thông điệp cho bạn gái. Là chỉ cần em ở hậu phương động viên anh thì cả cuộc đời của em anh sẽ không để em phải dãi nắng dầm mưa. Dạ, ôi. Hay quá. Rồi, về vị trí đi các bạn. Bỏ xuống đây. Đây là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên có cảm giác thế nào khi mà bắt gặp một người xa lạ? À, em cho anh hỏi thăm là dạ. Hồi nãy em nói là em thích bạn nam cao 1m7 á. Dạ. Thì anh có 1m63 thôi, em có ngại gì không? À, dạ, em đặt cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là nhìn có cảm tình thì có cảm tình thì em được hết. Dạ. Dạ. Thì lúc nãy là anh cũng có nói là anh thích một bạn gái có gương mặt khả ái á, nhìn thích liền á. Dạ. Là hiện tại anh cũng đang có cảm giác đó. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tốt rồi ha. Tốt rồi, tốt rồi. Rồi, bây giờ mình nói chuyện đi, trao đổi xem gọi là nếu mà chúng ta hẹn hò buổi đầu tiên, mình hẹn hò ở đâu như thế nào, thời gian tuần dành cho nhau như thế nào đó. Dạ, công việc của anh thì có bận không ạ? Ví dụ mình hẹn hò thì mình gặp công việc sao? Của anh thì nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì em thấy anh có bụng bia. À dạ không ạ. Trời, cái tuổi 40 mà phọt vậy là quá ngon rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng dạ. Rồi em. Mà bạn dạ. Này nhìn không có thấy giống 40, em nhìn cũng như băng mấy à. Em trẻ dữ lắm. Chắc 39 đó chị. Dạ không. Nhìn trẻ. Trẻ hơn hai em ha. Dạ đúng rồi, nhìn đúng trẻ hơn em luôn. Dạ cảm ơn chị. Quan điểm về hôn nhân gia đình mỗi bạn như thế nào? À, theo em đó thì nói thì, cho bạn đối diện á, mình nói trao đổi với bạn đối diện á. Dạ. À, khi mà đã tiến tới lập gia đình á thì anh quan trọng là gia đình phải là trên hết. Dạ. Còn bạn bè chỉ là thứ hai thôi. Rồi cái anh mong muốn bạn gái nữa là có cái chuyện gì đó, ví dụ như buồn, vui, giận gì đó thì cứ việc nói thẳng với anh. Anh không thích mà để trong lòng. Tự đoán ha anh, không thích kiểu tự đoán. Anh không thích cái kiểu tự đoán. Tại vì phụ nữ thì cũng hơi khó hiểu á. Nhiều khi mình đoán nhầm á.
Dạ. Mình cũng không tốt nữa. Đón nhầm thì dễ hiểu sai ý à? Dạ đúng rồi. Dạ. Quan điểm của em thì cũng giống như mà câu em ghi ở trên cái học book á, là nếu mà mình không thể chấp nhận quá khứ của ai thì mình đừng có yêu thương người ta, tại vì ai cũng có quá khứ hết. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình không chấp nhận được tật xấu của ai đó thì cũng đừng thương người ta, tại mà làm người chẳng có ai hoàn hảo hết. Dạ. Anh cũng giống em, là hiện tại anh đang chuyển qua hướng là chấp nhận hơn là thay đổi một người đó. Dạ. Thử mình bàn cái tương lai đi, khoảng bao lâu mình sẽ đăng ký kết hôn, rồi khoảng bao lâu mình sẽ có con trai, con gái, rồi gia đình là phát triển kinh tế thế nào, ở đâu đó, hai đứa bàn thử đi. Hai bạn này nói chuyện có bộ tương đối hợp á nha, thấy là tương thân tương là tương đồng á. Công việc của anh thì phải đi công tác nhiều ạ? À, thỉnh thoảng đi công tác này. Dạ, mình chỉ đi trong nước thôi ha anh. Dạ, trong nước thôi. Dạ, công việc em thì chỉ làm tại nhà cho nên là cũng đi loanh quanh thành phố này. Hồi nãy anh nghe em nói là em làm ở Bình Chánh mà. Dạ đúng rồi. Bình Chánh mà đoạn nào em hả? Ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc anh. À. Dạ. Hình như là anh cũng có khách hàng ở dưới đó. Dạ. Nhưng mà ở chỗ anh thì xuống với em thì cũng gần. Không dạ. Sao? Nếu mà hẹn hò thì anh có thể chạy xuống em được. Dạ. Anh cũng không muốn em từ dưới chạy lên đây. À dạ không sao, thì cái đó em thấy cũng bình thường, nếu mà yêu thương nhau rồi thì nam nữ bình đẳng, anh không đi được em đi tới cũng được. Dạ. Yeah. Nhưng mà trên đoạn đường đó thì nó có nhiều chuyện không như ý của mình ở trên đoạn đường á, nên tốt nhất là anh đi xuống dưới. Lo xa thế chứ. Rồi khoảng bao lâu các bạn đăng ký kết hôn? Dạ em hiện tại thì em đang có một cái kế hoạch anh ơi. Thì kế hoạch của em là con gái biết đi. Nói cho bé biết nè. À, kế hoạch của anh là trong năm sau anh sẽ tiến hành sửa nhà lại. Dạ. Sau đó đón con gái anh về. Và sau đó sẽ tiến hành kết hôn. Nếu như không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Nếu như mà theo dự tính hết. Dạ, đó là cái kế hoạch của anh. Dạ. Ủa mà em được quyền đón con gái về hả? Bên dạ, thì lúc đó hỏi ý kiến của cháu thôi chị. Tại vì cháu cũng lớn rồi. Hơn 9 tuổi là được. Dạ cháu lớn rồi. Dạ. Nhưng mà cháu muốn về với ba không? Em hỏi chứ. Dịp theo. Dèm dèm chưa? Theo ý của em thì cháu chịu về bên ba ở. Dạ. Còn em gái thì sao? Chuyện đó như thế nào? À, dạ em thì cũng dự định dự tính là trước hết là thuê trọ trên đây. Nếu mà ổn định thì sẽ rước con trai em lên trên đây cho nó học trên đây. Tại em thấy điều kiện ở trên đây học thì sẽ tốt hơn ở quê. Nếu mà đứa trai đứa gái dồn vô chung nhà được không trai? Dạ được. Không thành vấn đề. Dạ. Có nếp có tẻ rồi ha. Thì cho em thay đổi cái hoạch sửa nhà của em là tí xíu. À, sửa nhiều hơn, sửa rộng hơn, thêm phòng. Không thêm phòng á dạ. Thực ra nhà em cũng đơn kiết, chỉ có một mẹ và một con thôi, nên con cháu càng nhiều thì càng tốt. Dạ. Rồi. Em hồi nãy anh nghe nói là em biết nấu ăn. Dạ, em nấu được mấy món ăn cơm gia đình bình thường. Dạ, tại dạ. Em miền Tây thì cũng nấu theo khẩu vị miền Tây á. Dạ. Nên là không biết là nấu anh có ăn được không? Dạ, tại vì anh thì anh không biết nấu ăn. À, dạ. Thậm chí nhà anh cũng không có cái bếp nữa. Anh toàn ăn cơm tiệm thôi. À. Nhưng bởi vì anh mới thích một cái bạn gái là có thể nấu ăn. Đối với anh rồi khi mà lập gia đình đó thì cái bữa cơm là cái bữa cơm quan trọng nhất. Dạ, đúng rồi. Em hỏi bạn gái đi, em nghĩ sao làm dâu được không? À đúng rồi, em có thể làm dâu được không? Dạ, cái chuyện đó thì em không ngại ạ. Em có thể làm dâu được thì cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng có thể quán xuyến việc nhà được ạ. Thật ra anh hỏi là để cho biết, chứ cái việc làm dâu thì anh nghĩ là mẹ anh thì anh sẽ chăm sóc, còn em phụ anh được thì anh quý em hơn nè. Dạ. Dễ thương quá ha. Hay quá. Tại vì em đã ở với mẹ, có hai mẹ con nên cái việc đó nó quen thuộc đối với em rồi. Dạ. Đúng không? Và anh cũng có thể phụ em được việc nhà được. Dạ. Việc nhà anh để anh làm hết cho, không phụ cũng được. Trời đất ơi, giỏi dữ. Tại em quen rồi, em quen từ nhỏ tới lớn rồi. Với lại bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 thì máy móc rồi nó hỗ trợ mình cũng nhiều. Dạ. Nên cũng nhanh, không sao.
thôi rồi chia vậy chị thấy cũng được, còn bé này thì lo chăm sóc hai con rồi sau đó còn con chung nữa đó, coi như con là bé này chăm sóc hết. Dạ được. Thì thí dụ đó hai đứa bạn có thí dụ sắp sửa mình có thể hai đứa con chung riêng rồi giờ có thể có đứa con riêng nữa không, con chung nữa không? Dạ thì hỏi đi, hỏi bạn gái tôi cũng muốn không cái này em cũng có còn tương lai. Dạ tương lai. Dạ cái ngay là em nói trời cho đúng không? Dạ đúng rồi, cái chuyện con cái là để trời cho, chứ giờ mình muốn quá thì cũng áp lực tâm lý cho nên là cũng không theo ý mình được ạ. Không, nhưng mà ý là anh hỏi là em có thích hay không á, hiểu không? À, dạ có ạ, nếu mà em chịu chấp nhận anh thì dĩ nhiên là sinh con cho anh thì sẽ có ạ. Em có sợ chuyện mà con anh con em đánh con chúng ta không? À, cái đó là do cách mình dạy thôi ạ, với lại mình cho mấy bé nó hiểu thì con của anh hay con của em thì nếu mà anh thương bé thì bé nó sẽ thương lại anh thôi ạ. À, cảm ơn em. Dạ. À, chúng ta có một gọi là tiết mục giao lưu văn hóa, bạn trai có thể hát bằng bạn gái một đoạn bài hát nào đó mà bạn thích. Ông nói đau to bùi giao lưu văn hóa giống như hai cường quốc mà giao lưu với nhau vậy đó. Cuối vì cùng đây là những cái cảm xúc mà ha, khi mình hát thì những cảm xúc mà này kia nó kết hợp với lại nói chuyện thì mình dễ cảm nhận hơn. Nào mà bạn trai đứng dậy. À, chắc gái. Thì em hát không hay nhưng mà em hay hát lắm. Trời hát hay bằng hay em hát. Cứ hát cái bài nào mà em hay hát á. Dạ. À, vậy thì em xin tặng bạn gái một đoạn trong cái bài là Cưới Nhau Đi. Dạ. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một lời, cưới anh đi, để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều, và yêu như chưa từng yêu. Hỡi em yêu, anh cũng muốn nói một lời, cưới nhau nhẹ, vì anh chỉ cần em thôi. Yêu em mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Thiệt là lãng mạn, hay là muốn nói. Rồi bên nhà mình có đáp trả lại gì không cưng bé? Dạ vậy em cũng xin hát một đoạn, một bài về Bến Tre của em, đó là Phải Lòng Cô Gái Bến Tre ạ. Em đứng cho có hơi. Đúng rồi. Bầu sáng pha rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đội bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng hoa. Bầu sang pha rạch miêu, ngoe ngoảy xuống bên tre, về cái mương Lương Hoa hay là về Sơn Đốc Ba Tri. Gúc bầu sung tiếng lá, thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương qua đôi, mùi tình lục dân tiên. Cũng ngọt quá chứ bộ. Ngọt. À. Rất tự tin mà có cảm xúc. Hát xong cảm xúc liền ha. Rồi bây giờ trước khi các bạn đưa đến quyết định thì chúng tôi sẽ cho các bạn nghe ý kiến của người thân xem sao. Rồi mời bạn trai nhìn màn hình kìa. Con xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và xin chào quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tụi con cũng xin chào quý Huyền Linh và cô Hồng Vân. Tụi con là cháu của cậu Tấn Thành. Nay cậu con có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tụi con cũng mong là cậu sẽ tìm được nửa kia cho riêng mình để cùng cậu san sẻ cho cuộc sống sau này. Nay tụi con cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất nhiều ạ. Ôi cưng quá. Mẹ ơi, yêu thương mẹ ơi, thương.
Trời đất ơi, dễ thương quá à. Con trai đẹp trai quá à. Trời ơi. Anh Trấn, anh Tấn Thành có giống anh Trấn Thành không em? Dạ nó khác cái chữ tên lót đó chị. Đó. Em là Huỳnh Tấn Thành, còn anh Trấn Thành là Huỳnh Trấn Thành. Đó thì khác có cái chữ lót đó thôi. Dạ. Ý ở đây chị đương muốn nói là bạn này bạn cái mẫu hình thích lý tưởng của Thành bạn là Trấn Thành. Dạ. Anh Quyền Linh. Em có thấy bạn Tấn Thành nhà mình có giống Trấn Thành miếng nào không? À, dạ cũng có nét giống ạ. Chắc giống nhất là cái tên. Có nghĩa là em không có tuồng nụ cười tỏa nắng đó chị. Không, nụ cười của em tỏa nắng. Rồi, bây giờ trước khi cô gái quyết định thì Thành hãy nói hết những cái cảm xúc của mình về cô gái đối diện ha, và mong muốn điều gì qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nãy giờ đó. Cảm xúc sao em nói, thấy sao nói vậy người ơi? Nào, nói đi Thành. Dạ, em cũng đang bị sét đánh và em cũng muốn là cái tiếng sét này nó kéo dài càng lâu càng tốt. Sét đánh chạy ra anh có một cái lời gửi đến em là anh cũng thuộc người chung thủy, thì cái thời gian em ở bên anh được bao lâu thì anh sẽ cần một cái khoảng thời gian đó để có thể quên em. Vì thế mà em ở bên anh càng lâu thì anh sẽ càng lâu quên em. Trời ơi, hay trời quá ơi. Rồi. Thành bây giờ bạn có mấy cái điều mà những cái câu nói mà gọi là đi vào lòng người luôn đó nha. Câu này hơi bị hay đó. Ừ. Rồi, bây giờ chúng tôi không muốn nghe gì nữa, chúng tôi muốn hành động thôi. Quan trọng là cô gái có quyết định bấm nút hay không. Thành để tay trái vào nút bấm đi. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng ta chỉ chờ đợi xem cô gái nói gì từ trái tim cô ấy. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm ngay. Nếu không, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Trời ơi, bấm đều luôn á, lên nơi. Cắt. Rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Ha. À, rất là hợp lý. Một chàng trai cũng cười tỏa nắng chứ bộ, cũng dạ, điển trai đúng không? Hiện nay trong lòng của em gái thấy thế nào? À, dạ chắc là tìm được đúng người rồi ạ. Đúng người rồi. Dạ. Em trai thấy sao? Dạ em thấy bàn tay mềm mại quá anh. Mềm mại quá Thành hả? Dạ. Dạ, bạn trai là đã khẳng định là bị sét đánh rồi đúng nhưng rồi. Mà không biết là trái tim của bạn nữ có sao xuyến xuyến xoắn gì không nè? Dạ sao xuyến rồi ạ. Sao xuyến rồi. Và nhớ về coi sửa phòng theo cái thiết kế khác nha. Dạ. Đâu bây giờ phải thêm phòng rồi. Đúng rồi. Chắc chắn là phải thêm phòng rồi. À, chuẩn bị thôi. À, bây giờ thì mình hướng mắt về màn hình ha. Coi như là ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình. Mình nói gì với người lớn đi. Thành nói trước đi Thành. Dạ. Em xin. Con xin chào hai bác. À, gia đình. Dạ con xin chào hai bác và gia đình. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình mà con có được bạn gái, thì khoảng thời gian của cuộc đời thì cho đến nay thì nó cũng còn ngắn lắm. Cho đến bây giờ thì mình thấy nó rất là ngắn. Thì con sẽ hứa là sẽ dành cái khoảng thời gian còn lại để lo cho bạn gái. Trời ơi. Còn em gái nói gì với gia đình đi. Dạ con chào gia đình và dạ, con chào bác và chào gia đình ạ. À. À, thì cũng cơ duyên biết đến bạn muốn hẹn hò và hôm nay con cũng ngang và gặp được với anh Thành ạ. Trước hết thì hai đứa con nhìn cũng cảm mến nhau rồi ạ. Thì mong là trong thời gian tới lúc tìm hiểu thì sẽ hiểu nhau hơn và đi xa hơn nữa ạ. Con cảm ơn bác và gia đình ạ. Rồi.